Có khi để ra góc kia nó hay hơn không? Ấy ở đấy hay hơn. Mẹ chưa về anh ăn. Hai đội đang dạo bóng khởi động trước khi bước vào trận đấu. Giải mừng xuân năm 20 Giáp Thìn năm 2024 của thôn Hợp Đồng, Đồng Lệ Hợp Đồng. Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn. Trận đấu vừa được bắt đầu. Điểm cho Yên Nghĩa. Anh ơi, anh sang bên này. Vâng, chúng ta đến với những diễn biến của trận đấu giữa Yên Nghĩa và Hợp Đồng, Đồng Lệ. Đầy đủ là Hợp Đồng phía xa màn hình để quý vị các bạn theo dõi. Tiện theo dõi thì phía gần màn hình nhỏ là đội tổ 15 Yên Nghĩa. Đội hình ra sân gồm có cầu thủ Quyên, Hương, Len. Chuyền hai là Ngọc Hoa. Và cầu thủ số 9 là cầu thủ Liên. Rất đáng tiếc cầu thủ Liên vừa đánh bóng không qua lưới. Phía xa màn hình, trang phục rất là đẹp đến từ Yên Xá. Ở đâu ạ? Lương Xá. Sao vừa xong bảo Yên Xá nhỉ? Lương Xá. Lam Điền đúng không? Từ Lương Xá Lam Điền quý vị các bạn ạ. Trang phục rất đẹp. Vừa rồi là Lương Xá, một cầu thủ rất xinh gái và cao, đã đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Yên Nghĩa, tổ 15 Yên Nghĩa. 3-1, 4-1 rồi. Có một chút không tập trung đến từ trọng tài bàn. Cho bóng sang đến từ Lương Xá. Pha tấn công, một pha đánh qua tay chắn đến từ tay cầu thủ Quyên. Cầu thủ Quyên là sinh năm 1980, hiện đang làm nghề cho thuê các vật liệu cốt pha xây dựng. Năm 1 cho tổ 15 Yên Nghĩa. Bước một tốt rồi. Vừa xong là không thuận lợi cho cầu thủ Hương. Cầu thủ Hương của tổ 15 Yên Nghĩa mang áo số 10. Một cầu thủ xuất sắc. Tốt, một pha bước một lỗi đến từ Lương Xá. 7-1 rồi. Những phút đấu đầu tiên, tổ 15 Yên Nghĩa thể hiện vượt trội. Tốt. Tiếp tục là một pha đỡ bóng ra ngoài. Điểm cho tổ 15 Yên Nghĩa. 8-1. Một pha tấn công không qua lưới đến từ Lương Xá. Điểm cho tổ 15 Yên Nghĩa. 9-1. Tấn công ra ngoài. 10-1. Khả năng là hơi bất lợi cho đội Lương Xá khi mà thời tiết
Hôm nay có ánh nắng mặt trời. Sang đi. Vẫn còn. Và đánh bóng ra ngoài. Điểm cho tổ 15 Minh Nghĩa. 11-1. Một phần do nhập cuộc của Yên Nghĩa tốt hơn, hai là một lần bất lợi đến từ ánh nắng mặt trời. Đội Lương Xá đang có phần nhập cuộc đang rất không ổn. Chuyền hai có thuận lợi không? Chạm chắn ra ngoài. Chạm chắn. 13-1. Trọng tài bắt rất chuẩn luôn trong pha bóng vừa rồi. Và anh chị em đang theo dõi trận có cả cúp, quý vị các bạn ạ. Chắc là ban tổ chức cho đánh vòng tròn. Vẫn còn, không còn nữa rồi. 4 chạm. Điểm cho Lương Xá. 2-13. Lương Xá thuộc xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ. Theo như quan sát của Đình Thuận thì tất cả các đội này thuộc xã Chương Mỹ, chỉ đặc biệt là có một đội thuộc phường Yên Nghĩa là tổ 15, là khách mời đặc biệt, có một chút liên đới giữa người tổ 15 đã lấy chồng về hợp đồng. Như vậy là trọng tài quyết định pha bóng vừa rồi là trong sân tổ 15, 15-3 vẫn cứu được. Đập bóng tốt đến từ Nguyễn Hương mang áo số 10. Đập bóng bạt chắn ra ngoài. Vừa rồi tiếp tục là một pha đập bóng không qua lưới đến từ Lương Xá. 17-3. Đình Thuận đã đi cổ vũ cho tổ 15 Yên Nghĩa. Trong đội là có một bà xã đang đánh ở trong đội. 18-3. Tỷ số khá chênh lệch. Đừng nói nó. Bóng ngoài sân. Đánh bóng ngoài sân từ các cô gái Lương Xá. Điểm 19-3. Thật sự là đến phút này thì tổ 15 Yên Nghĩa thể hiện sức mạnh vượt trội trước các cô gái đến từ Lương Xá, Lương Xá Lam Điền. Còn không, thêm một điểm cho các cô gái Lương Xá. 4-19. Đội hình ra sân của tổ 15 Yên Nghĩa gồm có Nguyễn Lên số 82, Ngọc Hoa số 10 và Nguyễn Hương cũng số 10, Nguyễn Quyên và Lưu Liên số 9. Thank you.
rồi là các cô gái của tổ 15 Minh Nghĩa đánh bóng không qua lưới, điểm cho các cô gái Lương Xá 5-20. Như vậy chỉ còn một điểm nữa thôi. Các cô gái tổ 15 Minh Nghĩa sẽ giành chiến thắng xét đấu thứ nhất. Một điểm số rất dễ dàng. Hai đội đổi sân. 21-5. Khả năng là các cô gái Lương Xá nhập cuộc chưa tốt. Hoặc có thể nói ngược lại là các cô gái đến từ tổ 15 Minh Nghĩa đánh rất hay. Đầu xuân năm mới thì chúc tất cả các quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, bình an và thành công hơn trong cuộc sống. Đây cũng được coi là một cái giải khích lệ đầu xuân cho các cô gái bóng chuyền thuộc xã lân cận của Hợp Đồng. Để thử test âm thanh các thứ ra lấy đi, vẫn kịp, vẫn chờ được. Vâng, sẽ gửi đến quý vị và các bạn tiếp tục xét đấu thứ hai giữa đội tổ 15 Yên Nghĩa và Lương Xá Lam Điền. Điểm đầu tiên cho các cô gái Lương Xá, 1-0. Sau khi diễn biến của hiệp 1 thì hoàn toàn thuộc về các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa với tỷ số áp đảo 21-5. Liệu hiệp 2 các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa đánh sẽ chắc chắn sẽ có một phần lỏng tay hơn, hoặc là các cô gái Lương Xá Hợp Đồng phải cực kỳ cố gắng để cân bằng. Hai một đập không. Vẫn còn lỗi rồi, một pha lỗi đến từ các cô gái Lương Xá. Điểm hai đều. Nguyễn Lên phát bóng. Rất đáng tiếc, đập bóng không qua lưới đến từ số 11 của các cô gái Lương Xá. Vẫn còn một pha phản xạ rất tốt đến từ Nguyễn Hương, vẫn thủ rất tốt. Rồi lên đi.
công qua lưới, một pha tấn công đến từ Nguyễn Lên. Rất đáng tiếc là không qua lưới. Điểm cho các cô gái Lương Xá. Vậy là 3 đều. Vừa rồi là một pha đánh bóng ra ngoài. Điểm cho các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa. 4-3. Phạt bóng rất mạnh đến từ Nguyễn Hương. Phản công không? Vẫn thủ tốt đến từ các cô gái Lương Xá. Số 5 đã đánh bóng không qua lưới. Nguyễn Tuyết đánh bóng qua lưới, điểm cho các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa. 5-3. Vẫn là những pha tấn công không đủ độ cao. Đều đánh bóng không qua lưới đến từ các cô gái Lương Xá. Thủ bóng rất tốt đến từ các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa. Mọi tình huống, mọi đường bóng đưa sang thì tổ các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa đều làm chủ động. 7-3. Giác thứ nhất, các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa đã giành thắng lợi trước cô gái Lương Xá Hợp Đồng là tỷ số với là 21-5. Một tỷ số khá chênh lệch. Tốt. Nói chung là thủ bóng rất tốt. Vẫn còn. Không thành công. Một pha đưa bóng sang đến từ cô gái số 25 đến từ Lương Xá không thành công. Điểm cho các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa 9-3. Một đập bóng rất mạnh đến từ Nguyễn Hương số 10. 10-3. Vừa rồi là trọng tài xác định chạm tay chắn của các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa ra ngoài. Điểm 4. Anh em nhỉ? 4-10. Và vừa một điểm số được ghi cho các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa. Điểm cho các cô gái Lương Xá Hợp Đồng Lam Điền 5-11. Linh ơi, chị em ngồi với Lương ơi. Lương ơi, chị em ngồi với. Một pha đánh lòng tay đến từ Nguyễn Hương. Điểm 12-5. Vừa rồi là một pha đập bóng đến từ Nguyễn Len không qua lưới. Điểm cho các cô gái Lương Xá Lam Điền 6-12. Một pha bóng không hiểu như nhau, một phần nhường nhau đến từ các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa 7-12. Được không? Không được. Tiếp tục điểm cho các cô gái tổ 15 Yên Nghĩa 13-7. Nguyễn Quyên phát bóng rất mạnh.
những pha phát bóng của Nguyễn Hương, Nguyễn Len và Nguyễn Quyền là những pha bóng rất mạnh. Còn không, vẫn còn. Rồi, ra ngoài rồi. Đánh bóng ra ngoài điểm cho các cô gái Lương Xá. 8-14. Khoảng cách đang là 6 điểm. Còn một pha đánh ăn điểm 15-8 cho các cô gái tổ 15 Minh Nghĩa. Mười sáu tám cho các cô gái tổ 15 Minh Nghĩa. Các cô gái tổ 15 Minh Nghĩa đã có sự thay đổi người. Cầu thủ Liên ra sân và cầu thủ Hương vào sân. Tiếp tục điểm cho các cô gái Yên Nghĩa. 18-8. Tốt, pha đập bóng tốt đến từ Nguyễn Quyền. 19-9. Chắn bóng tốt đến từ các cô gái Lương Xá. 10-19. Rồi rồi là phát bóng từ số 5 Nguyễn Tuyết. Chắn bóng tốt. 20-10. Vậy là điểm số quyết định rồi. Rồi. Vậy là phát bóng rất mạnh và điểm trực tiếp 21-10. Vậy chung cuộc là các cô gái đến từ tổ 15 Liên Nghĩa đã giành thắng lợi trước cô gái Lương Xá của Lam Điền.